Ờ, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. 2022 có vẻ là một năm khởi đầu đầy hứng khởi với Lenovo khi hãng liên tục tung ra những sản phẩm mới. Trong số đó phải kể đến ThinkPad X1 Carbon Gen 9, chiếc ultrabook cao cấp nhất của dòng ThinkPad hiện nay với thiết kế ấn tượng, hiệu năng mạnh mẽ và con chip Intel Core i7. Giờ thì cùng mình khám phá chiếc laptop cao cấp này xem có gì nhé. Sang trọng, hiện đại là những gì cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này. ThinkPad X1 thì đạt chứng nhận Intel Evo thế nên là không những sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, cao cấp với các đường nét bo tròn góc cạnh cùng tông màu đen huyền bí, mạnh mẽ mà còn cực kỳ chắc chắn và cứng cáp. Vỏ máy thì được làm bằng chất liệu sợi carbon đạt độ bền chuẩn quân đội. Trọng lượng máy siêu nhẹ chỉ 1,1 kg, độ dày là 14,9 mm. Có thể thấy thì đây sẽ là một chiếc laptop ultrabook mỏng nhẹ nhất hiện nay giúp các bạn dễ dàng mang theo khi di chuyển tới bất cứ đâu Phần bản lề được cải thiện thì vô cùng chắc chắn, có thể mở ra được là 180 độ và dễ dàng mở máy bằng một tay. Logo ThinkPad X1 thì được in nổi bật cả ở phần vỏ máy lẫn phần kê tay sẽ giúp người dùng dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Những phần cứng mạnh mẽ hàng đầu hiện nay thì đều được tích hợp trên Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9. Các bạn sẽ có bộ vi xử lý là Intel Core i 7 1165 g 7 con chip đầu bảng thuộc thế hệ thứ 11 Tiger Lake sở hữu là 4x8 luồng, kết hợp với đồ họa tích hợp đó chính là Intel Iris Xe Graphics sẽ giúp xử lý nhanh chóng mọi tác vụ. Ngoài ra thì máy còn có sẵn 16GB RAM cho khả năng đa nhiệm tốt. Các bạn có thể mở cùng lúc nhiều ứng dụng hay là các tệp tin dung lượng cao. Cuối cùng là 512GB SSD giúp tốc độ khởi động máy này mở ứng dụng nhanh chóng. Có thể nói đây sẽ là một cấu hình mạnh trong phân khúc laptop ultrabook. Hệ thống tản nhiệt sẽ là một trong những tính năng được nâng cấp nhiều nhất trên Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9. Không chỉ cải tiến về bản lề mà X1 còn được trang bị quạt kép và lỗ thông hơi phía sau sẽ mang đến giải pháp tản nhiệt thông minh giúp cho chiếc laptop của các bạn luôn mát mẻ sau một thời gian dài hoạt động. Điểm ăn tiền của chiếc laptop này chắc chắn sẽ phải kể đến màn hình. Thinkpad X1 Carbon Gen 9 sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 14 inch, sử dụng tỷ lệ chuẩn 16:10 mang đến nhiều tiện tích để các bạn có thể làm việc hơn. Các bạn sẽ có thêm không gian để bao quát nội dung trên màn hình đẹp rực rỡ với độ sáng lên đến là 400 nit, độ phân giải Full HD+ 1920 x 1200 với hơn 2 triệu điểm ảnh siêu sắc nét, có thể đáp ứng nhu cầu hiển thị trong những không gian quen thuộc như là lớp học này, văn phòng này hoặc là tại nhà. Ngoài ra thì tấm nền ở đây được sử dụng đó chính là tấm nền IPS không chỉ giúp màn hình chống chói mà còn giúp giảm ánh sáng xanh bảo vệ cho đôi mắt của các bạn, đặc biệt là với những người phải làm việc nhiều với laptop. Cạnh trên màn hình thì sẽ được trang bị đó chính là webcam 720p sẽ thuận tiện để học tập và làm việc trực tuyến cũng như là có trang bị cả cụm che webcam giúp tăng tính bảo mật của máy. Ngoài ra thì còn được bổ sung đó chính là cảm biến IR để có thể nhận dạng khuôn mặt kết hợp với cả chức năng Windows Hello sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng mở khóa bằng cách nhận diện khuôn mặt của chính mình. Một trong những điều làm nên sự nổi tiếng của ThinkPad đó chính là bàn phím. Ở đây thì X1 được trang bị đó chính là bàn phím led kích thước bàn phím lớn, layout bàn phím cực kỳ hợp lý. Các phím thì có hành trình phím sâu, độ nảy tốt Bề mặt phím được làm cong ở giữa sẽ giúp ôm ngón tay Giúp thao tác nhấn rất là chắc chắn và chính xác Đem lại cảm giác gõ cực kỳ thoải mái Bên cạnh sẽ là phần touchpad được hoàn thiện phẳng mịn, kích thước vừa đủ Cảm ứng đa điểm sẽ giúp thao tác phút chạm rất là mượt mà Nút nguồn của X1 thì sẽ được đặt ngay phía bên trên góc phải Được tích hợp cảm biến vân tay một chạm Hỗ trợ việc khởi động máy và đăng nhập trở nên nhanh chóng và vô cùng thuận tiện Thinkpad X1 sở hữu hệ thống cổng kết nối khá là đầy đủ Chúng ta sẽ có là 2 cổng USB Type-A, 2 cổng Thunderbolt 4, 1 cổng HDMI, jack audio combo rất là thuận tiện cho việc kết nối với các thiết bị ngoại vi. Bên cạnh hình ảnh ấn tượng thì chất lượng âm thanh cũng là một yếu tố được người dùng rất là quan tâm. Hệ thống loa Dolby Atmos thì được trang bị trên Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 giúp người dùng có những trải nghiệm âm thanh sống động này, đắm chìm khi làm việc và khi các bạn giải trí. Tổng kết lại thì Lenovo ThinkPad X1 Carbon hội tụ đầy đủ yếu tố của một chiếc ultrabook cao cấp với thiết kế mỏng nhẹ, sang trọng cùng với hiệu năng mạnh mẽ. Màn hình đẹp thì chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Và cuối cùng thì Linh sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người thích click vào nhé. Hẹn mọi người trong những video sau.